Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2019, trường Trung học cơ sở Định Thành đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Định Thành cùng đông đảo các thế hệ cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường. Trường Trung học cơ sở Định Thành được thành lập từ năm 1998, tọa lạc tại ấp Hòa Long, xã Định Thành. Để trở thành trường đạt chuẩn quốc gia, thầy và trò nhà trường đã không ngừng nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, xây dựng và quyết tâm thực hiện các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay, trường đã được đầu tư xây dựng khá khang trang với những phòng học kiên cố, đầy đủ trang thiết bị dạy và học, môi trường xanh sạch đẹp. Nhà trường hiện có 31 giáo viên đều đạt chuẩn, trong đó có 22 giáo viên giỏi cấp trường, 5 giáo viên giỏi cấp huyện, có 11 lớp học và 357 em học sinh. Tỷ lệ học sinh giỏi khá của trường mỗi năm đều tăng, tỷ lệ xét tốt nghiệp trung học cơ sở cuối năm đạt 100%. Nhiều năm liền, chi bộ trường đạt trong sạch vững mạnh, tập thể lao động tiên tiến. Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đều có tinh thần trách nhiệm và đoàn kết cao, tích cực trong công tác và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, nhiều tiêu chuẩn về chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục, công tác xã hội hóa giáo dục cũng được phụ huynh của trường quan tâm ủng hộ, đáp ứng đủ các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Sau khi trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường Trung học cơ sở Định Thành, ông Phạm Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn đã biểu dương và gửi lời chúc mừng đến thầy và trò nhà trường, đồng thời mong rằng nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu đoàn kết, học hỏi nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng nhà trường phát triển bền vững. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi nhiệt liệt biểu dương và những thành tích của thầy trò trường Trung học cơ sở Định Thành đạt được trong năm học vừa qua. Và cũng xin chúc mừng trường Trung học cơ sở Định Thành đạt được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia sau 20 năm xây dựng và phát triển. Nhân buổi lễ hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh, nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ tích cực về mặt chuyên môn. Cảm ơn các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh, nhà tài trợ và các mạnh thường quân đã phối hợp hỗ trợ cho trường Trung học cơ sở Định Thành thực hiện tốt mục tiêu giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ngày hôm nay và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học tiếp theo. Tôi xin nêu thêm một số vấn đề để nhà trường quan tâm thực hiện nhằm đạt được những kết quả tốt nhất trong năm học 2019-2020 và nâng cấp trường đạt chuẩn quốc gia. Đó là: thứ nhất, tiếp tục quan tâm thực hiện việc đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học trong hè và chú trọng đầu tư các tiêu chí chỉ tiêu đạt còn thấp để củng cố và nâng cấp trường đạt chuẩn quốc gia, thường xuyên quét dọn sắp xếp ngăn nắp các dụng cụ trong khuôn viên trường học nói chung, đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường. Thứ hai, tập trung nguồn lực và kinh phí của nhà nước và xã hội hóa để xây dựng công tác xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất, đảm bảo đủ điều kiện về xanh sạch đẹp, thu hút học sinh đến trường, giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học, tỷ lệ học sinh yếu kém, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đáp lại sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, của nhân dân và các bậc cha mẹ học sinh, giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Dịp này, nhiều tập thể và giáo viên có thành tích xuất sắc trong dạy và học năm học 2018-2019 được nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn và Ủy ban nhân dân xã Định Thành. Nhà trường đã khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.